nguyên còn là ác ấy. Vâng, là ác ấy. Nó hiền, nó không ác đâu chú ạ. Thì hiện đại. Hiện đại. Vâng. Để anh em chúng em đã đến lại đến nhà anh Thanh chị Tuyến. Lắp đặt cho anh chị bộ dàn karaoke. Thì vừa rồi anh chị đã đến nghe thử và trải nghiệm thử thì anh chị đã thấy rất hài lòng và chốt cái bộ dàn này. Và bây giờ thì anh em chúng em đã đến và lắp đặt trực tiếp cho anh chị nghe và cũng như mời các bác cùng nghe thử trải nghiệm cái bộ dàn này nhé. Thì ở Ân Thi Hương Yên các bạn. Chúng ta cùng đi vào tham quan cái không gian nhà anh chị Thanh Tuyến nhé. Hello các con. Hello. À đi vào ngắm nghía không gian nhà anh chị. Đấy, đây anh. À đây anh Thu. Thu dọn la cũ hả? À thế ạ. Em biết là chắc anh chị chậm chưa đi nhanh được. Đây là la gì đấy? Cái này loa kiểu mua lại. À mua cũ hả? Mua lâu rồi. Để anh Thu một tay. Đây, đẩy ra nhá. Đây còn cả cái loa vi tính cũ này đúng không? Loa vi tính mới mua. À, đúng rồi. Vẫn nghe được đúng không? Ui, các cháu nó vẽ. Vẽ lung tung vào nó vào bố. Đây là loa cũ của anh ấy. Đây các bác cùng xem này. Trung Nghệ nó mới vào rồi. Các cháu nó chọc. Vẫn nghe được không? Chọc nát hết loa của bố. Đấy, chúng ta cùng quan sát với một không gian cũng rất là đẹp đúng không? À, cũng bộ bàn ghế đồ gỗ rất đẹp, cũng giống như là bộ dàn của cái không gian của anh Tuấn ngày hôm qua em lắp ở Bắc Giang ấy. Cái bộ dàn này cũng đặt cho không gian gia đình, nhiều đồ nội thất bằng gỗ này, đặt đôi loa có thể là loa hai quả hai bên. À, vừa đẹp luôn đấy. Vừa xinh luôn. Đây là loa SH1800 được các bác nhé. Đây để em khiêng cho. À giữ ngoài được. Tủ lạnh. To như cái tủ lạnh. Nhiều người không biết bảo mua gì mà mua hai cái tủ lạnh cùng lúc đúng không? Đây là cặp loa 1800 đấy các bác. Mỗi một thùng cũng rất là nặng, 40kg một thùng. Chân này. Nặng nề nhá. Thank you.
đồng màu cùng với màu gỗ của anh luôn này. Đẹp luôn nhỉ. Hợp lý không anh? Nhỉ, rất hợp lý. Hợp lý. Để dưới đấy cũng được. Để tạo đấy cũng được. Vâng, sau này kệ thiết kế xong đúng không? Ừ. Cẩn thận cái phích. Chú vào thẩm ốc. Vâng. Loa này nó hiền, nó không ác đâu chú ạ. À, thì hiện đại. Hiện đại. Vâng. Cái này gọi là âm ly số để mở điện. Vừa không? Vừa luôn à? Cái bích để ở trên. À, ok. Cái này gọi là mít tầm watt hả? Dạ, là cá đuôi này chú. Cá đuôi này hơn 1000 watt. Hơn 1000 watt. Vâng. Để đấy đấu dây ra chú ạ. 340 đấy. Không không được chọc loa của bố như cái loa kia nhé, chọc nữa nhá, nhớ chưa? Thanh niên này ông lại nghịch lắm. Ừ. chọc nát bét cái loa của bố. Chọc nát bét loa này. Mưa trên đồng, mưa giăng lối nhỏ ai về, đất cùng ta trải bao nắng bao ngày mưa, đất ôm trọn kiếp người, mảnh đất quê hương ta. Rất nhiều người bàn chân lắm buồn khuya sớm, đất thương người lẻ loi đứng cỏ trên đồng. Đâu đó tiếng thì thầm của đất, tiếng dòng sông vô song gọi ta về. Rồi một ngày nắng thanh bình, chim đua hót, hoa vươn chung niềm vui. Bạc hoàng vì thấy ai cười trong tiếng pháo. Ôi mộng vỡ tan rồi, đời mình nào ngờ có phút chứng kiến đưa người ấy đến xe hoa. Tiểu nữ áo tim đi lấy chồng, người ơi buồn không, ai biết cho ai sầu tối.
ta và mắt liếc lại bàn ba bước gần. Câu hát thôi chờ là quê ta duyên dáng thiên hà phù lý quê nhà. Câu dân xa có từ bao giờ mà để thương thế nhớ để đợi để chờ về bên phú vẫn đi trên con đường mới tìm câu dân ca về bạc Thanh Châu vẫn nghe câu ca lòng anh sang chợ bầu thì mua buôn câu anh qua tàu hoàng phố phù lý thì đã thấy lời hát được rồi, cái này quá tuyệt vời rồi. Nếu còn đấy đôi khi ở bộ với một nó nhiều tiền nữa thì đôi khi nó là do cùng vừa cầm tiền. Chú thấy những cái thiết bị đời mới bây giờ nó chú nghe chú thấy thế nào chú? Hát cái này hát nhẹ, hát nhẹ cái này kiểu hát không ai cũng hay, chú hay hát thì chú sắm bao đầy loa. Cái bộ này là cho cài rất nhiều người rất nhiều chế độ hát. Cái này đọc nó cũng hay. Thì đấy đọc điếu văn hay hay là đọc bài bài thơ hay cũng thế. Tập đọc hay mà. Còn anh Thanh, anh cảm nhận thiên như nào khi anh em kỹ thuật đã bàn giao xong cái cô hình cô mô tại không gian nhà anh? Rất là hài lòng. Chỉ biết là mỗi từ hài lòng thôi. Không biết nói gì hơn. Hài lòng thì khá là được. Tuyệt vời. Về nhà anh là hay hơn ở trên chỗ em ấy. Nghe không gian thoáng hơn. Nhiều đám cưới như dàn khi người trăm triệu hát chưa ra theo. Nó do cả nhiều yếu tố.